Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Chuyện làng chuyện bản của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống mưu sinh để có được bữa ăn đủ đầy đã là câu chuyện khó. Thế nhưng nhiều năm nay, việc các bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng cũng đang là nỗi lo ở nhiều bản làng khi ngày càng có nhiều những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, đe dọa tới tính mạng của nhiều người. Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều nhưng chủ yếu là nhận biết các thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh rất khó vì việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong khi đó, tâm lý thoải mái sử dụng các loại thực phẩm thì đã gắn bó với bà con lâu đời vẫn còn tồn tại. Nhận diện rõ những mối nguy cơ đến từ những loại thực phẩm này, nhiều biện pháp đã được thực hiện. Song nỗi lo về sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn len lỏi trong mỗi gia đình, mỗi bản làng. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện này ở tỉnh Quảng Nam, nơi đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc tại vùng sâu vùng xa. Sau buổi làm nương rẫy, bữa cơm có món nấm xào đã khiến 5 người trong một gia đình ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My nhập viện trong đêm. Họ bị ngộ độc nấm. Bọn em ăn nhầm loại nấm độc. Cần mình là mình đi làm, mình làm về là mình thấy cái gió nó có cái túi sắt nó có cái nấm. Giờ mình hỏi ông già mà bị đang ở khoa bên kia. Nó kêu ăn được, kêu con rửa nó cho mình ăn đi. Rồi em qua rửa. Rửa xong rồi em nấu ăn xong em thử. Em thử một miếng mà chưa nghe cái gì. Xong rồi bằng em dọn cơm ăn trải rụng á. Xong rồi bằng em với lại ông già ăn bằng bác trai á. Là ăn được mỗi người một hai miếng. Xong rồi mấy người đi, 5 người, 4 người sau nữa là họ mới về sau. Họ đi làm đường đi rẫy á. Họ phát dọn đường đi rẫy xong rồi họ về ăn cơm buổi trưa. Rồi cứ anh em xông vai ăn luôn, ăn xong rồi bị như thế hết. Và em thấy rồi cái năm đó, và em đi và em thấy rồi, thấy mà không có ai dám nhổ, mà bây giờ đi sau bà nhổ hết một đùm, rồi là để trong cái túi sách, túi cặp á. Rồi ông già, ông em kia hỏi ông già có năm nay có ăn được không, ông già nói thử ăn được chứ, rồi để biểu cậu là hảo là nấu xong tới 11 giờ em với lại mấy đứa kia nữa về làm đường, có ông già về làm đường xong rồi lại ăn giờ đang đói mà không phân biệt là cái nấm nào ăn được không ăn được. Món nấm hái được trên rừng về cải thiện bữa ăn sau một buổi lao động vất vả đã trở thành nguyên nhân khiến tính mạng của một gia đình thiếu chút nữa rơi vào nguy kịch. Những người phụ nữ trong nhà cho biết đây là món mà họ vẫn thường xuyên sử dụng trong các bữa ăn của gia đình. Và tới khi xảy ra sự việc, họ vẫn luôn khẳng định rằng họ phân biệt được đâu là nấm độc, đâu là nấm ăn được. Với chút kinh nghiệm được dỉ tai, truyền từ người này sang người kia, mà nhiều gia đình ở xã Trà Cang vẫn coi đó là thực phẩm an toàn cho bữa ăn của họ. Nấm thường xuyên ăn, nấm mèo là thường xuyên ăn. Mình phân biệt được nấm mèo với nấm khác không? Phải biết chứ. Nhiều loại nấm, nhưng mà có 2-3 loại ăn. Nhưng mà nhiều loại là không ăn, nhưng mà không biết mấy người hay cho nấu ăn. Ngày hôm qua, mấy đứa này đi làm phát đường đi rẫy. Mẹ đây này, hãy cho không nấu với rau. Nấu với rau, xong mấy đứa, 6 đứa ăn, 6 đứa là bị hết. Câu chuyện đi rừng kiếm măng, kiếm nấm để làm thức ăn là chuyện rất đỗi bình thường đối với bà con không chỉ ở Nam Trà My. Bởi bao đời nay cuộc sống của họ đã gắn bó với rừng, nguồn thức ăn cũng từ rừng mà ra. Nhưng để ăn đúng loại an toàn thì không phải ai cũng biết rõ. Thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc thực phẩm ở tỉnh Quảng Nam đã xảy ra thường xuyên, thậm chí là có trường hợp tử vong, gây hoang mang tâm lý cho người dân. Thôn 2, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi được xem là khởi phát vụ ngộ độc tập thể botulium do ăn món cá chép ủ chua. Anh Hồ Văn Hát, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa miền núi khu vực phía Bắc Quảng Nam. Sau một thời gian điều trị tích cực,
sức khỏe anh hiện vẫn còn yếu. Trước khi bị hồi món cá chua thì nhìn thấy món ăn khác thì em cũng sợ. Hồi lại giờ gặp cá chua thì em thôi không dám. Nhủ cho bà con thì bớt ăn rồi xong lại. Bà Hồ Thị Nhương là mẹ anh Hồ Văn Hát. Bà là người có kinh nghiệm gần 30 năm làm món cá ủ chua. Theo bà, hũ cá chép ủ chua chính tay bà làm đã khiến con trai và nhiều người trong làng bị ngộ độc, một người không qua khỏi. Đến giờ bà vẫn không biết vì sao ăn món này lại bị ngộ độc. Từ khi người làng đi cấp cứu đến nay, bà Nhương không dám ăn món cá ủ chua nữa. Tất cả những món ăn đều phải nấu chín, uống sôi. Làm cá chua, cá suối, cá rô phi, cá chép, cái hồi năm ngoái năm kia chị cũng làm. Chị từng làm ăn miết. Bữa nay chị sợ lắm. Cá tươi chị không dám ăn nữa, làm sợ hồi nay là chị hồi hộp lắm. Trong khi những gia đình có người bị ngộ độc món cá ủ chua rất lo sợ, thì hàng ngày ở các ngôi làng vùng sâu vùng xa của huyện Phước Sơn, đồng bào rẻ chiêng vẫn sử dụng món cá ủ chua này như không có chuyện gì xảy ra. Theo cơ quan y tế huyện Phước Sơn, tình trạng ngộ độc Clostridium botulinum có dấu hiệu lan rộng ra nhiều xã trên địa bàn huyện Phước Sơn. Đây thực sự là điều đáng lo ngại. Lúc đầu ngày 1/3 thì sẽ là một ca đầu tiên ở thôn 1 xã Phước Đức. Sau đó là cứ rã rác liên tục kéo dài cho đến tận hôm nay. Tổng cộng tất cả là đã 14 ca. Rã rác ra cho các xã như là Phước Đức, Phước Chánh, Phước Kim, Phước Hòa, Phước Hiệp và cả Phước Xuân. Đồng bào các dân tộc ít người ở miền Trung có nhiều món ăn truyền thống tự tay họ làm. Món thịt hay cá muối ủ chua, thịt gác bếp, thịt tái lá chua được xem là những đặc sản. Trong lễ hội hay những tiệc đãi khách quý không thể thiếu món cá ủ chua. Vụ ngộ độc tại huyện Phước Sơn, những nạn nhân nhập viện cũng sử dụng món cá chép của nhà chị Hồ Thị Hậu từ làm. Nếu các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam không kịp thời yêu cầu người dân dừng ăn món này, có thể số bệnh nhân bị ngộ độc sẽ tăng lên. Đây là những trường hợp ngộ độc ở bệnh nhân dân tộc thiểu số. Có nề nếp phong tục thức ăn của họ thì họ không được đảm bảo vệ sinh. Do đó có công tác phòng chống tuyên truyền giáo dục người dân thì vô cùng quan trọng để cắt các nguồn truyền nhiễm và nguồn gây ngộ độc. Ngộ độc thực phẩm tập thể đang là nỗi lo của chính quyền và ngành y tế các địa phương. Nếu như thức ăn chế biến sẵn, việc kiểm soát có thể theo quy trình an toàn thực phẩm, nhưng với món ăn truyền thống người dân tự làm, thì vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm của bà con đang là vấn đề nan giải. Ngoài khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền sở tại cần vào cuộc để từng bước thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế thấp nhất những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Trở lại xã Trà Cang, sau khi sự việc ngộ độc nấm và thực phẩm xảy ra, chính quyền xã đã tích cực thực hiện tuyên truyền tới từng hộ gia đình. Trong đó, việc áp dụng công nghệ số vào tuyên truyền được thực hiện một cách hiệu quả. Khi mà mình tuyên truyền đó, là bà con cũng mà tuyên truyền lại với nhau nữa. Là hoặc là thôn đó có một cái nhóm trao đổi công việc ở thôn. Thôn trưởng nghe ví dụ như ngày hôm qua là có chủ tịch xã đang gửi về nhóm. Cái xong rồi thôn trưởng xin gửi lại nhóm của trao đổi công việc ở thôn đó. Các anh chị mà có điện thoại thông minh là có nhóm Zalo đang gửi nhóm rồi nhờ các anh chị đó rồi tuyên truyền thêm rộng rãi thêm nữa. Sau khi sự việc 6 người trong gia đình bị ngộ độc nấm được phát hiện, ngay lập tức một tin nhắn trên nền tảng Zalo được thông báo tới toàn thể nhân dân các thôn. Rất nhiều người đã nhận được thông tin khuyến cáo từ chính quyền địa phương. Những cái hộ mà ở đây thì những cái hộ mà dùng điện thoại thông minh thì họ tiếp xúc được những thông tin đó. Còn cũng có nhiều hộ, nhiều người dân thì họ cũng chưa có điện thoại thông minh, họ cũng chưa tiếp xúc được nữa. Thay vì đó thì họ cũng nghe trên đài phát thanh nữa. Ở đây tại vì ở thôn cũng có lắp được 2 điểm loa phát thanh nên họ cũng thông tin từ trên loa phát thanh. Với hình thức tuyên truyền mới này, người dân nhất là những thôn bản vùng sâu vùng xa cũng nhận được thông báo nhanh hơn. Tuy vậy do điều kiện kinh tế khó khăn, không phải người dân nào cũng sử dụng điện thoại thông minh. Bên cạnh đó là hạ tầng mạng cũng chưa đầy đủ, nên xã đã kết hợp nhiều hình thức song song như phát loa truyền thanh bằng tiếng đồng bào. Nhờ vậy mà người dân đã nhận thức rõ hơn về các nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm không rõ nguồn gốc. Từ đầu năm đến nay, con số ngộ độc thực phẩm ở Trà Cang giảm rõ rệt so với các năm trước.
là khi mà người ta nhận được thông tin thì là bằng có nhiều cái hình thức, thì là có thể là các cái kênh họ sẽ chia sẻ đến các cái nhóm nhỏ ở từng cái địa bàn, ở từng khu dân cư, hoặc là thứ hai chỉ đơn giản là người ta thả một cái tim hoặc thả một cái like để chứng tỏ là cái thông tin nó đã đến được với người dân. Thì qua đấy là mình cũng đánh giá được là cái bằng cái biểu tượng đấy thì mình có thể cảm nhận được rằng là người dân đã nhận thức được vấn đề và có cái sự là đồng thuận hoặc là hưởng ứng, và không cần cái lời bình luận thì mình vẫn cảm giác được rằng là người dân đã nhận được một cái thông tin chính xác và có cái sự cộng hưởng đối với cái thông tin mà mình chia sẻ. Đa phần người dân vùng sâu vùng xa ít quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm bởi nhận thức hạn chế và điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, các cơ sở y tế, chính quyền địa phương cần thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm trang bị cho đồng bào dân tộc thiểu số những hiểu biết cơ bản để tránh bị ngộ độc do ăn phải những thực phẩm đã ôi thiêu hoặc có độc tố từ tự nhiên. Đồng thời, bà con cũng cần nâng cao ý thức phòng tránh ngộ độc bằng cách không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc hay không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị, để có được bữa ăn đủ đầy và đảm bảo vệ sinh an toàn là câu chuyện có lẽ còn rất khó khăn ở địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi mà đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống là chủ yếu. Bởi trước nhiều rào cản về tập tục, tập quán, sinh hoạt và những hạn chế trong tiếp cận thông tin, không phải là một sớm hay một chiều có thể giải quyết được. Chính vì vậy mà dù chính quyền và ngành y tế của tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã có rất nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, song tình trạng này thì vẫn còn tái diễn. Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 97 người mắc và đáng tiếc là đã có 1 người tử vong. Đây thực sự là vấn đề lo ngại, gây tâm lý hoang mang cho người dân, nhất là ở các thôn bản vùng sâu vùng xa. Cải thiện nhận thức hay là cải thiện cách tiếp cận thông tin để người dân phân biệt được các loại thực phẩm an toàn là một trong những giải pháp được đẩy mạnh ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, tuyên truyền vẫn là cách được các cấp chính quyền ở đây áp dụng với phương châm mưa dầm thấm lâu. Từng ngày, các thông tin được truyền tải trên nhiều phương tiện khác nhau, len lỏi tới từng hộ gia đình. Song có lẽ là việc nâng cao nhận thức cũng cần phải đi kèm với việc giúp người dân xóa đói giảm nghèo, tự chủ nguồn thực phẩm bằng các mô hình nông nghiệp vẫn là giải pháp căn cơ và lâu dài. Nên là để nâng cao cái hiệu quả tuyên truyền thì về phía địa phương thì bên cạnh nó tuyên truyền trực quan bằng ngay cái hình ảnh mà cái cây nấm đã xảy ra, đã gây ra ngộ độc, thì đấy là cái biện pháp mà cụ thể. Còn là về phía các cái kiến nghị đối với cấp trên thì là cũng cần có cái sự hỗ trợ về thông tin, đặc biệt là các cái tờ rơi rồi các hình ảnh trực tiếp để gửi trên các cái nhóm mạng xã hội về cái gọi là cấu hình, rồi về cái màu sắc, rồi về cái dạng độc tố để cho bà con nhận biết, rồi cũng như là ngành y tế có cái nắm rõ để mà khi mà xảy ra cái tình huống ngộ độc thì là có cái sự chủ động sơ cứu ban đầu kịp thời, thì đó là cái giải pháp đó. Chứ còn nếu mà để bà con chúng ta gọi là tuyên truyền bằng lời không, hoặc là bằng kinh nghiệm dân phân biệt bằng kinh nghiệm dân gian thì chắc chắn cái điều này nó cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Theo tôi nghĩ thì chưa có một cái khảo sát chính thức, nhưng mà về cái thực phẩm mà bà con sử dụng hàng ngày ấy, thì bà con lâu nay cũng có truyền, gọi là có lan truyền trong cái nhân dân, những cái thực phẩm nào ăn được, dùng được thì cũng có phổ biến. Nhưng mà do là có thể là nhầm lẫn thế này, chứ còn không thì bà con cũng có kiến thức về cái, những cái nấm có thể gây độc cho con người khi ăn. Tới đây chúng tôi cũng xin tạm khép lại chương trình Chuyện Làng Chuyện Bản ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những câu chuyện tiếp theo ở các chương trình lần sau.